Chào các bạn, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng smartphone của mình để đăng ký một cái địa chỉ Gmail. Thì Gmail là một cái địa chỉ, gọi là một cái địa chỉ chung, là một cái địa chỉ email mà chúng ta sử dụng khá nhiều trong tương lai. Thì các em mở vào smartphone, các em vào cài đặt, các em tìm cho thầy một cái mục là Google hoặc là một tài khoản và đồng bộ. Thì chúng ta vào cái mục tài khoản và đồng bộ, bạn sẽ thấy được danh sách các cái loại tài khoản. Thì ở đây các bạn bấm vào thêm tài khoản, thì nó hỏi mình là thêm một cái tài khoản loại nào. Thì chúng ta chọn một cái chọn Google, tạo một cái tài khoản Gmail. Ở đây thì nếu mà chúng ta thêm một cái tài khoản có sẵn thì chúng ta bắt đầu gõ email và đăng nhập tiếp theo thôi. Còn ở đây thầy sẽ hướng dẫn các em tạo cái tài khoản mới, bấm vào tạo tài khoản cho bản thân tôi. Ở đây chúng ta nhập họ tên vào. Bấm tiếp theo. Nhập ngày, nhập tháng 2006, giới tính nam. Bấm tiếp theo. Thì ở cái trường hợp này nó thông báo là do Google nó có kiểm tra một cái độ tuổi của người dùng. Thì nãy lúc nãy thầy nhập 2006 thì theo quy định Google là chưa đủ 18 tuổi, nên chúng ta có thể đổi, quay trở lại và đổi cái năm đi. Ví dụ như tôi nhập cái năm tuổi, cái năm già già một xíu. À, đây là cái năm của tôi già rồi. Chúng ta bấm vào tiếp theo. Thì ở đây nó hỏi chúng ta là hãy tạo một cái địa chỉ Gmail để chúng ta đăng nhập. Tôi sẽ tạo cái địa chỉ Gmail. Thì ở đây các bạn gõ một cái tên tùy các bạn, có độ dài, có, nói chung là đây là chúng ta tạo một cái tên theo cá nhân hóa của chúng ta. Ví dụ đặt cái tên nếu ví dụ như thầy đặt là Nguyễn Hoài thì chúng ta bấm tiếp theo. Thì nó đã báo cái tên này đã được người sử dụng rồi thì chúng ta phải thay đổi cái tên khác. Tại vì cái tên địa chỉ Gmail này là có duy nhất trên toàn thế giới. Đây là những cái gợi ý phía dưới. Hoặc là chúng ta cá nhân hóa, chúng ta ví dụ như hôm nay là 2020. Chúng ta bấm tiếp theo. Nó vẫn được sử dụng rồi thì lại cá nhân hóa hơn nữa, ví dụ như là ngày sinh của chúng ta 11/2020. Chúng ta cá nhân hóa nó đi. Tiếp theo, tức là cái địa chỉ email đó chưa có người sử dụng thì chúng ta có thể sử dụng được rồi. Mật khẩu thì có quy định tạo mật khẩu mạnh kết hợp với có các chữ cái, chữ số và ký hiệu luôn. Và tối đa phải là 8 ký tự trở lên. Có thể là 8 ký tự trở lên. Bạn cứ đặt. Và nhớ là cái mật khẩu này chúng ta phải ghi lại, nếu không gặp khá nhiều phiền phức phía sau này. Ví dụ như đặt mật khẩu. Chúng ta có thể ẩn nó đi. Ở dưới đây là xác nhận cái mật khẩu y như vậy. Chúng ta bấm tiếp theo. Ở đây nó có thông báo cho chúng ta những cái một để mà chúng ta có thể, khi mà quên mật khẩu chúng ta có thể đặt lại. Nếu đặt mật khẩu đã quên thêm cái số điện thoại của mình á, các bạn có thể bấm tùy chọn khác để xem những cái nè, chúng ta thêm số điện thoại, thêm số điện thoại, hoặc là chúng ta chọn luôn tôi đồng ý.
để mà đi tiếp, không cần thêm số điện thoại. Nhưng mà khi mà nếu chúng ta không thêm số điện thoại thì sau này ví dụ như nếu mà chúng ta quên mật khẩu, chúng ta sử dụng email để làm cái việc gì đó quan trọng mà chúng ta quên mật khẩu thì rất là phiền phức. Nên tôi khuyên các bạn là nên thêm một số điện thoại. Ở đây là bước này tôi sẽ bỏ qua cái quá trình thêm số điện thoại. Tôi bấm nha, tôi đồng ý. Thì nó đã tạo thành công cái địa chỉ email là nguyenhoài11@2020. Là cứ bấm tiếp theo. Đọc những cái tài khoản này thì chúng ta có thể đọc hoặc không. Này thêm các tùy chọn khác này. Các bạn có thể bấm vào để mà xem kỹ. Không thì chúng ta bấm vào tôi đồng ý. Để chúng ta tiếp tục sử dụng cái địa chỉ email đã đăng ký thành công. Đấy là chúng ta đã đăng ký thành công cái địa chỉ email. Chúng ta bấm vào Google. Giả sử sau khi mà chúng ta đăng ký địa chỉ email xong rồi á, mà chúng ta muốn chúng ta muốn thêm số điện thoại để mà sau này chúng ta có thể khôi phục lại được thì các em cứ vào đăng nhập thôi. Một một hai không hai mươi. À, cái tài khoản này nãy nó đã đăng nhập rồi nên chúng ta không thể đăng nhập nữa. Chúng ta quay trở lại cái phần cài đặt lúc đầu. Chúng ta vào cái tài khoản kiếm cho thầy cái mục Google. Em vào đây thì các em đã thấy nó đã đăng nhập cái địa chỉ email mà thầy mới đăng ký. Lít vào đây, đây là danh sách các cái tài khoản mà thầy đã đăng ký rất là nhiều. Thì các bạn chọn lại cái email mà mình mới đăng ký á. Nguyễn Hoàng 11/2020. Thì ở đây thì các bạn vào quản lý tài khoản để mà cập nhật cái email. Cập nhật cái thông tin ví dụ như số điện thoại để sau này chúng ta có thể khôi phục lại. Vào bảo mật. Ở cái phần bảo mật thì đây, các em kéo ở cái kiếm cái mục là số điện thoại khôi phục. Em chọn vào. Nó yêu cầu là chúng ta nhập lại cái mật khẩu lúc nãy. Ta bấm tiếp theo. Ở đây thì sẽ hiện lên là thêm số điện thoại khôi phục. Các em bấm vào nhập cái số điện thoại của mình thôi. Ta bấm vào nhận mã. Thì các bạn mở cái điện thoại của cái số điện thoại mà các bạn mới gõ vào đấy. Nó sẽ nhắn tin về cho chúng ta một cái mã số Google. Thì các bạn điền cái mã số đó vào. Tôi nhận được là 881416. Bấm xác minh. Thì nó đã thêm được cái số điện thoại khôi phục này vào. Thì sau này lỡ mà chúng ta có quên thì chúng ta có thể khôi phục bằng qua số điện thoại rất là dễ dàng. Chúng ta quay trở lại, chúng ta có thể thêm một cái địa chỉ email khôi phục. Ở đây thì tiếp tục như quá trình hồi nãy, chúng ta nhập lại cái mật khẩu. Đang tiếp theo, chúng ta thêm một cái địa chỉ email. Ví dụ như chúng ta có thể khôi phục bằng số điện thoại hoặc là khôi phục với địa chỉ email. Bấm vào email khôi phục. Thì ở đây các bạn có thể nhập cái địa chỉ email nào mà chúng ta tin cậy được á, để sau này có cần phục hồi thì chúng ta sẽ gửi cái mã về cái địa chỉ email này.
Ví dụ như cái địa chỉ email khôi phục của tôi là một cái địa chỉ email ngoài chelsea.th08tre@gmail.com. Đây là cái địa chỉ email chính của tôi. Thì sau này có quên mật khẩu thì chúng ta có thể gửi cái mã vào đây để chúng ta khôi phục. Ta bấm xong. À, chúng ta đã hoàn thành hai cái bước tạo một cái địa chỉ, những cái thông tin mà để khôi phục sau khi chúng ta quên. Đây, đây là chúng ta đã tạo được một cái địa chỉ email. Các em có thể vào sử dụng những cái dịch vụ của có liên quan đến Gmail, ví dụ như Gmail. Thì khi mà chúng ta vào Gmail thì ngay chỗ này nó sẽ có danh sách các cái tên. Đây, em bấm vào đây để mà biết cái chúng ta đang sử dụng cái email nào. Mình chọn cái email mà mình mới đăng ký. Đây là cái email mà mình mới đăng ký xong. Đây là sử dụng Gmail. Ví dụ chúng ta có thể sử dụng Gmail để mà gửi những cái thư điện tử cho nhau. Tiếp theo là chúng ta có thể sử dụng cái dịch vụ khác của Google mà chúng ta sử dụng khá nhiều, đó chính là Google Drive. Thì ở cái Google Drive này thì các bạn có thể đăng nhập cái email mà mình mới tạo đó, nguyenhoàng11@2020. Đây là một cái Drive, Google Drive mới. Mỗi Google Drive nó sẽ cho chúng ta 16 GB để chúng ta có thể cất hình ảnh lên trên đây. Chúng ta chỉ cần nhớ được cái địa chỉ email, mật khẩu thì chúng ta có thể lưu hình ảnh và chúng ta có thể lưu nó rất là lâu, không có bị mất. Đến đây là tôi sẽ dừng ở đây. Chúc các bạn có thể thực hiện một cách dễ dàng.